nhà đất Honey. Xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Honey đang có mặt tại khu căn cứ 26 thuộc trục đường Lê Thị Hồng, thuộc phường 17 quận Gò Vấp này cả nhà. Đó, một con hẻm rộng lên tới 8m, đường trải nhựa, vị trí thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề, thích hợp vừa ở, mở phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, salon spa, cơ sở giáo dục y tế cũng được luôn. Một căn nhà ngay vị trí trung tâm, kết nối với đường Phan Văn Trị, đường Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Oanh. Cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 3 phút và cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 10 phút di chuyển. Đó, đường xá lưu thông quá là đẹp luôn, đường rộng lên tới 8m trải nhựa, chưa tính vỉa hè cây xanh hai bên. Nhà mình đặc biệt là cách chợ Lê Thị Hồng tầm khoảng 30m di chuyển thôi nha cả nhà. Một căn nhà được chính chủ mình xây dựng mới, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên. Nhà thuộc hướng chính là hướng Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Đông Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 4, chiều sâu là 17m, khuôn đất của mình vuông vắn thì chưa tính sâu. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 5 phòng ngủ, trong đó mình có phòng karaoke, phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và nhà đã được gia chủ mình có đầu tư thang máy nè, phòng xông hơi, an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. Đó, cùng hàng đi chúng ta di chuyển ra một đoạn ngay chợ Lê Thị Hồng để tham quan thử ngôi nhà này. À mà ngôi nhà đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 15 tỷ 500 triệu đồng, giá còn thương lượng cho tới chủ nhà của mình nữa. Phan đi xấu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và em đang có mặt tại khu chợ nè cả nhà. Nhà mình di chuyển tầm khoảng 30m là kế bên khu chợ luôn. Nếu mà cả nhà mình đi thẳng theo hướng này sẽ thông ra trục đường Lê Đức Thọ, đường Phan Văn Trị, đi ra khu công viên bên đường Phạm Huy Thông, công viên bờ sông tương đối thông thoáng luôn. Một vị trí thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty hoặc có là mình mua để cho thuê giữa giá trị đất cũng được. Và đây là trục đường Lê Đức Thọ, di chuyển lên ngã tư bên trên, mình rẽ phải sẽ ra trục đường Phạm Huy Thông, kết nối với ngã năm Gò Vấp. Ngay trung tâm, cả nhà mình di chuyển về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận quá là thuận tiện luôn. Và cùng Hằng Ni tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và cùng Hằng Ni, chúng ta ngắm nhìn một lần nữa, em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Đó, một trệt một lửng 4 lầu, mẫu kiến trúc hiện đại. Tại khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ mình trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa. Một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài tương đối đầy đủ và hoàn thiện. Một căn nhà có vị trí mặt tiền kinh doanh đa ngành nghề luôn cả nhà. Và di chuyển vào bên trong, cả nhà có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe bán tải tương đối thoải mái. Hoặc có là mặt tiền mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, serum spa rất là thích hợp luôn. Đó, gia chủ thiết kế cho mình mẫu kiến trúc hiện đại bên trong nhà. Tông chủ đạo là màu trắng, màu xám. Mảng tường của mình ốp gạch cao phun trần lên trên. Bên dưới là gạch bóng kiến, chống trầy chống trơn chợt 61m2. Có những cái phân khối màu vàng nhìn vô cùng nét luôn á. Bên trên trần của mình tông chủ đạo là màu trắng, có những cái phiêu trĩ đèn chiếu sáng trải dài. Và di chuyển vào bên trong, được gia chủ mình thiết kế một cái tủ rượu, tủ trưng bày phía trước này cả nhà. Đó, sử dụng chất liệu cho mình là gỗ an cường. Và phía sau là mình có thang máy để di chuyển. Đó, đẹp chưa, quá trời nét luôn cả nhà ơi. Và từ bên trong nhà của mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước một lần nữa. Một căn nhà được gia chủ mình tận dụng tối đa không gian luôn. Mặt tiền phía trước rất là to, mình để được một chiếc xe ô tô, rồi thêm rất là nhiều xe máy luôn cả nhà. Mặt tiền tương đối sáng luôn. Và nhà lại thuộc hướng chính là hướng Bắc, nó chứa một hướng tương đối mát. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong để tham quan ngôi nhà nè. Đây, thang máy. Rồi được gia chủ mình thiết kế bậc cấp, xinh lão. Phòng khách được gia chủ mình xây dựng là tầng ngược phía sau, đầy đủ và hoàn thiện. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi treo tường nè cả nhà. Khoảng này được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm, trần chùm giật cách, đèn led âm trần. Một căn nhà xây dựng là tầng ngược phía sau, nhìn quá là nét luôn á. Đó, mảng tường khu vực sofa của mình được gia chủ mình ốp tấm giả đá nè cả nhà, kéo dài lên trên luôn. Nhìn cái tông màu không cần quá nổi bật, tông màu xám, màu trắng pha lẫn với nhau, cái mẫu thiết kế hiện đại nhìn sang lắm. Đó, phía sau này là tủ rượu, tủ trưng bày. Và khu vực bên này được gia chủ có thiết kế cho mình tivi nè. Đó, tivi treo tường nét hoa cả nhà.
Đây, đẹp chưa? Mọi mảng tường như vậy được gia chủ mình nhấn nhá bởi cái tông màu khác nhau, nhìn quá là sang trọng luôn. Cái gian khu vực kệ tủ tivi của mình tương đối nét luôn á. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế cho mình khu vực kiến trời này cả nhà, trồng cây, trồng hoa, một khoảng sân nơi lấy sáng trực tiếp không thẳng lên trên luôn, cũng như là lượng gió trời lưu thông. Đó, bên trên gia chủ mình thiết kế là khung sắt CNC nè, nhận hình những cái chiếc lá nhìn rất là chill luôn cả nhà. Và đây tôi lấy sử dụng tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà. Mình có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Tông nó là màu trắng có những cái phân khối á cả nhà. Và cùng hàng ly chúng ta ngắm nhìn một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Màu căn nhà ngang 4, chiều sâu là 17m này đủ công năng để đại gia đình của mình an cư sinh sống. Từ khoảng không gian khu vực này nhìn ra phía trước nhà mình quá là sang luôn á. Đẹp quá ha cả nhà. Phòng khách được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Màu căn nhà sử dụng hệ thống điện Smart Home đầy đủ công năng, mua về chỉ có an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình, kết hợp vừa ở kinh doanh đa ngành nghề luôn. Đó, nhìn lên bên trên khoảng thông tầng nè, gia chủ thiết kế cho mình cái tông màu kem, nhìn nó nhã nhặn mà nó sang gì đâu luôn á. Đó, và di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo, gia chủ dành hẳn riêng tầng lửng làm gian bếp cho đại gia đình của mình. Đối diện thang máy là thang bộ, mình ốp đá marble tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực. Đây, khu vực thang máy nè cả nhà. À, quá là đẹp luôn, từ bên trong nhìn ra phía trước nét quá. Một căn nhà với lợi thế có mặt tiền dùng để kinh doanh đa ngành nghề nữa chứ. Và di chuyển lên tầng tiếp theo, gia chủ đã trang bị cho mình hoàn thiện từ tầng bên trên nhìn xuống bên dưới phòng khách của mình nè. Nhà này đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Trục hướng chính là hướng bắc nha cả nhà, còn hướng ngược lại của mình là hướng nam. Ngôi nhà này nằm hai hướng tương đối mát luôn á. Hai hướng này thì không có bị nắng, buổi sáng hay buổi chiều đều rất là mát luôn, buổi trưa thì lượng gió trời lưu thông. Và hàng ly đang có mặt tại khoảng không gian khu vực tầng lửng được gia chủ mình dành hẳn riêng thiết kế ở đây cho mình làm gian bếp nè. Mình có quầy bar, bộ bàn ăn 6 ghế, tủ rượu, tủ trưng bày. Mảng tường khu vực bàn ăn của mình được gia chủ mình nhấn nhá bởi những cái tấm giả đá, tấm nhựa PVC nè cả nhà. Đây, tông cho là màu trắng, màu xám. Còn khu vực bên này là mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Trong đó mình có máy hút mùi, bếp âm mặt đá, tủ rượu, tủ trưng bày, cũng như là tủ lạnh lớn hai cánh. Cái tông màu nhìn nó nét quá ha. Gia chủ sử dụng toàn bộ bên trong nhà của mình là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm, vô hành của hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Và phía trước này nè, mình sẽ có một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, ban công khu vực trồng cây, trồng hoa, những khung sắt bảo vệ. Bên trên là những cái lam gỗ đó nha. Đây, nét chưa? Một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường kinh doanh đa ngành nghề nữa chứ. Đó, và cùng hàng này chúng ta ngắm như là một lần nữa nè cả nhà. Đây, gian bếp của mình, gia chủ mình thiết kế tận dụng không gian tương đối hợp lý luôn. Bên trên đèn chùm của mình nó thiết kế cho mình quạt máy xay nè. Đó, thoáng quá ha. Đẹp quá cả nhà ơi. Máy hút mùi, bếp âm mặt đá, tủ rượu, tủ trưng bày. Một căn nhà ngang 4, chiều sâu là 17m. Ngay vị trí mặt tiền kinh doanh đa ngành nghề mà gia chủ còn thiết kế cho mình hệ thống điện Smart Home, an cư nghỉ dưỡng bên trong ngôi nhà của mình. Khu vực quầy bar nè. À, đẹp chưa? Còn bên này, đây, quá là nét cho một căn nhà phố ngay vị trí trục đường Lê Thị Hồng, khu căn cứ 26. Cả nhà mình di chuyển về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận tương đối thuận tiện luôn, ngay ngã năm Đờ Vấp. Và từ khoảng không gian khu vực tầng lửng của mình nhìn thông tầng xuống bên dưới, đó, cái khoảng không gian khu vực đèn chùm này cả nhà, quá là nét. Gia chủ thiết kế mỗi mảng tường như vậy là một cái tông màu khác nhau, bước vào bên trong nhà của mình nhìn nét lắm luôn á. Cái hệ đèn chùm đẹp quá ha cả nhà. Và hàng này di chuyển vào bên trong thang máy, cả nhà mình cùng ngắm nhìn rõ hơn khu vực thang máy của mình. Đây, thang máy nè cả nhà, nét lắm luôn á. Đó, vào căn nhà có sử dụng thang máy, mua ngôi nhà này về dành tặng cho ông bà lớn tuổi trong gia đình thì quá là phù hợp. Mà còn ngay mặt tiền đường nữa chứ. Mình không kinh doanh mua bán thì mình cho thuê thu nhập và nhận tiền hàng tháng, kinh doanh gì cũng được luôn, làm gì cũng ra tiền. Một trệt, một lửng, 4 lầu nha các nhà. Hàng đi lên lầu tiếp theo nè. Thang này trọng lượng của mình là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người. Thang bóng kính bên trong thang có nhạc nhẹ nhẹ, rất là du dương luôn á. Đó, đây, từ bên ngoài nhìn vào bên trong thang nè cả nhà, có một cái chữ phúc, thang thì tương đối thoáng luôn, cái mạ vàng,
và Hằng Ly đang có mặt tại phòng đầu tiên đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía sau, đầy đủ các trang thiết bị. Gia chủ đã trang bị đầy đủ cho mình nội thất là chúng ta có giường ngủ, màn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường, mẫu kiến trúc hiện đại phía sau nhà của mình là ở cửa sổ đứng trời, còn phía trước là ban công tương đối thoáng luôn. Gia chủ thiết kế cho mình không gian mở cho toilet nè cả nhà. Toilet của mình có hai cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài. Chúng ta có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh. Hai ô cửa sổ này khi mà cả nhà mình Hằng Ni nghĩ là về á, Hằng Ni sẽ trao đổi với chủ nhà của mình làm thêm những khung sắt bảo vệ cho an toàn hơn nha cả nhà. Rồi tắm hoa sen đứng nè, đầy đủ phụ kiện luôn. Và đây là mình có thêm một cái cửa sổ. Chỗ vật kiến trời nó khu vực bàn làm việc, bàn học quá là thuận tiện. Hoặc là thiết kế cho mình bàn trang điểm cũng được. Và khu vực bên này là mình có tủ quần áo, kệ tủ tivi, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Ngôi nhà này chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở, cho một căn nhà phố ngay trục đường Lê Thị Hồng. Nhà mình trong bán kính 300m là có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, ngay trung tâm bao trọn tiện ích bậc nhất của quận Gò Vấp luôn. Gì gì cũng có luôn nha cả nhà. Kế bên Vincom, rồi Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng. Hoặc cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp, đi ra sân bay thì tương đối gần luôn á, một căn nhà ngay vị trí trung tâm đi đâu cũng tiện. Và phòng ngủ tiếp theo nằm ở phía trước nè. Phòng nào cũng được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng bên trong, đầy đủ các trang thiết bị. Bên trong toilet của mình có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, kệ giá treo đồ ốp cao phun trần lên trên luôn, cái tông màu trắng màu xám nè cả nhà. Nét chưa. Và phòng ngủ phía trước đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ bọc nệm, bàn trang điểm, ban công trổ ra bên ngoài, rèm màn cửa, ban công khu vực trồng cây, trồng hoa. Một căn nhà gia chủ mình thiết kế cái tông chủ đạo là màu trắng, màu xám, mẫu kiến trúc hiện đại. Ngay vị trí đường trải nhựa mà có vỉa hè cây xanh nữa chứ, thoáng lắm luôn á. Đó, khu vực trồng cây, trồng hoa rất là mát luôn. Nhà mình di chuyển lên đây một tí nè, là có quán cà phê, sân vườn, ngay căn gốc hay mặt tiền nữa chứ. Rồi kế bên nhà mình đó là quán cà phê, quán ăn, cũng như là kế bên chợ. Di chuyển lên đây một đoạn thôi nha cả nhà, tầm khoảng 30m luôn á. Nhà mình ngay mặt tiền chợ nội bộ nữa, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Đó, bên trong phòng của mình đầy đủ các trang thiết bị. Chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường, cái tông màu trắng màu xám tương đối nét luôn. Đây, và khu vực bên này kệ tủ tivi, tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn nè cả nhà. Đẹp quá ha. Máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Và hàng này di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo cả nhà mình cùng tham quan. Bên dưới là gia chủ mình lót gạch dạ gỗ cả nhà. Đẹp gì đâu luôn á. Và mỗi tầng như vậy gia chủ sẽ thiết kế vượt cấp cho mình sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Phong thủy tương đối tốt luôn. Cùng hàng này chúng ta di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với shop line hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Hoặc có mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, cách nhà mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Đây, than của mình trọng lượng là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại tầng tiếp theo đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Phòng ngủ tiếp theo nè, tương đồng giống tầng bên dưới. Em trước khi di chuyển Hằng Ni sẽ đi từ phía này để cả nhà mình quan sát rõ hơn. Dạo này Sài Gòn mình bắt đầu trở nắng đi. Cả nhà mình di chuyển ra bên ngoài thì che chắn cẩn thận. Hơi nắng đó cả nhà, đó sinh lão bệnh tử sinh, di chuyển bậc cấp nè. Phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ ba đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Tương đồng giống tầng bên dưới, đầy đủ các trang thiết bị nội thất cao cấp. Gia chủ với cái lối kiến trúc cho căn nhà này chủ đạo là màu trắng, màu xám, có nhà không gian mở. Phía sau thì nơi lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Bên trong toilet của mình là thiết kế cho mình vách kính á, kính đáo hơn. Chúng ta về mình làm thêm những cái khung, những cái làm gỗ mình che trắng lại, hoặc là mình dán đèn can nha cả nhà. Đây, đó. Cũng khu vực này cũng là bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc tương đối thuận tiện luôn. Còn phía bên này nè, máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng.
cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp với chính chủ cho một căn nhà phố đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Gia chủ sử dụng thiết bị điện thông minh Smart Home bên trong nhà và còn một phòng ngủ phía trước nữa. Cùng Hằng đi chúng ta tham quan nốt cái căn phòng này và mình còn một gian tầng trên nơi an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình nha cả nhà. Này, cũng tương đồng giống tầng bên dưới. Mình sẽ có toilet sử dụng riêng bên trong. Bên trong toilet của mình nè, vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh lavabo đường soi và tấm hoa sen đứng. Gạch ốp cao phun trần lên trên, đường bên trên toilet này thì thiết kế hơi khác toilet bên dưới của căn phòng phía trước một tí nhé cả nhà. Đó, nét quá trời nét luôn á. Và phòng ngủ của mình chúng ta sẽ có giường ngủ nè, bàn trang điểm, ban công chỗ ra bên ngoài khu vực trồng cây trồng hoa. Một căn nhà với lợi thế ngay mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề nữa chứ. Đó, khu vực trồng cây trồng hoa có vòi tưới nước phía trước luôn nha cả nhà. Càng lên cao thì view càng thoáng. Đây, giường ngủ nè, bàn trang điểm đầy đủ luôn á. Máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng. Và bên này là chúng ta sẽ có tủ quần áo, kệ tủ tivi, thoáng và mát lắm. Ngôi nhà này là thuộc hướng chính là hướng Bắc nữa chứ. Và đặc biệt là cái cửa ra vào của mình nè cả nhà. Cùng Hằng đi chúng ta tham quan thử. Rất là xịn luôn á. Đây. Lỗi này lỗi cửa của An Cường. Nếu mà mình đóng cửa lại á, thì khu vực này còn được gia chủ mình trang bị cho mình thêm một tấm rương soi trang trí nữa cả nhà. Đó, nét chưa. Máy lạnh thì đã trang bị hoàn thiện. Ngôi nhà này chúng ta mua về chỉ cần sách folio ở. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo cho cả nhà mình cùng tham quan. Hằng Ni sẽ đi bằng thang bộ, cả nhà mình cùng ngắm nhìn thang bộ rõ hơn nè. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ cho một căn nhà ngay khu căn cứ Lê Thị Hồng. Khu này thì tương đối đẹp và an ninh luôn, một khu vực đa số là đất cấp cho bên quân đội á, cũng như là vị trí thì đường phía trước trải nhựa, có vỉa hè cây xanh, mình vừa ở kết hợp cho thuê hoặc là mua để giữ giá trị đất thì tương đối thuận tiện. Ngôi nhà này thì mình vào mình thương lượng giá dưới 15 tỷ thoải mái nha cả nhà. Nằm trong khúc giá bán gia chủ đang giao là 15 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn thương lượng được cho chủ nhà của mình nữa. Vàng đi hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và em di chuyển lên tầng tiếp theo nè. Trước khi di chuyển ra một gian phòng cao kê, Hằng Ni sẽ mời khách hàng mình cùng em chúng ta tham quan phòng này phía trước, có thể là sử dụng làm phòng thờ ông bà tổ tiên hoặc là phòng ngủ thứ 5. Nếu cả nhà mình, nhà đông thành viên mình cần trang bị phòng ngủ thứ 5, Hằng Ni sẽ đổi với chủ nhà của mình hoàn thiện thiết kế căn phòng này giống tầng phòng bên dưới nha cả nhà. Hoặc là mình làm phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, đọc sách, uống trà, phòng live stream, phòng tập thể dục thể thao, phía trước là có ban công nè. Và rồi lên đây gia chủ thiết kế cho mình nhấn nhá thêm những cái khung sắt bảo vệ. Đó. Phía trước là trồng cây, trồng hoa. Và đây khu vực bên trong này, mảng tường mình ốp những tấm nhựa PVC á cả nhà. Đó, tấm nhựa PVC giả đá. Và toilet sử dụng riêng cho căn phòng này đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Đây, bồn vệ sinh lavabo đường soi và tấm hoa sen đứng gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Đó. Và sẽ di chuyển bậc cấp sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Một căn phòng không thể bỏ qua cho ngôi nhà của mình. Nơi an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình, không cần đi đâu quá xa. Đó, một căn phòng rất là chill luôn. Phòng cao kê tại gia nè cả nhà. Cái căn phòng này gia chủ mình thiết kế rất là hợp lý luôn á. Em thích những cái căn phòng cao kê mà thiết kế nhẹ nhàng như vậy á. Đó, nơi để tiếp khách nè, nơi để sinh hoạt chung với gia đình của mình. Buổi chiều mình quay quần bên nhau, có bộ sofa, bàn trà. Bộ sofa này thì hơi bé. Thằng này thấy cái bộ sofa hình chữ U á, bo tròn thiết kế sẽ hợp lý hơn cho căn phòng cao kê. Nhưng mà gia chủ mình thiết kế cái tông màu nhẹ nhàng thì nó sang gì đâu luôn cả nhà. Đây, khu vực này nè. Mình về mình làm thêm những khung sắt bảo vệ nha cả nhà. Ngay nhà của mình là nhìn ra được cái khu chợ luôn nè. Ở bên dưới chợ Lê Thị Hồng nè cả nhà. Một căn nhà bao trọn tiện ích bậc nhất của trung tâm quận Gò Vấp mình luôn. Cái gì cũng có luôn nha. Đường Nguyễn Oanh, đường Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị đi đâu cũng tiện. Và phòng cao kê cũng được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng bên trong. Nhà mình mà mua để cho thuê á, thì ngôi nhà này chúng ta thiết kế rất là nhiều phòng ngủ luôn, tận dụng từng căn phòng luôn á, bởi vì gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng cho mỗi phòng.
Đó, căn phòng karaoke của mình cái tông màu nhẹ nhàng đó cả nhà, cái tông màu kem nè. Đây, thiết kế nhìn nó nhã nhặn mà nó sang gì đâu luôn á. Đó, cái mảng tường này thiết kế bo tròn lên trên, gia chủ sẽ thiết kế cho mình những cái ốp lên trên đó là tấm nhựa PVC á cả nhà. Rồi thêm hệ thống đèn chiếu sáng, bên đây là những cái lam gỗ nè. Đó, thêm đèn led chiếu sáng trải dài đi. Nhìn đẹp quá trời đẹp luôn á. Cả nhà mình mà xây dựng nhà phố mình thử cái thiết kế mẫu này, một cái tông màu xám đơn giản, không cần quá cầu kỳ nhưng mà tương đối đẹp và thoáng luôn. Đây nhìn qua bộ sofa. À, đẹp chưa? Vàng đi, xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Bên trên này còn một tầng nữa, một trệt một lửng 4 lầu được gia chủ thiết kế cho mình, ôm cửa điếng trời nên nó sáng trực tiếp của ngôi nhà vào ban ngày. Ban ngày này đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Một căn nhà không thể bỏ qua, nơi an cư nghỉ dưỡng, phòng xông hơi. Phòng xông hơi đá nóng. Thiết kế tương đối hợp lý luôn nè cả nhà. Đó, phòng xông hơi đá nóng. Đây. Xông hơi nước, xông hơi khô. Và mình còn một cái khu vực này nữa. Sân thượng phía sau, khu vực trồng cây trồng hoa để máy giặt máy sấy, khu vực sân phơi cho đại gia đình của mình. Đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện những khung sắt bảo vệ nè cả nhà, cũng như là thang bộ di chuyển lên tầng tâm bên trên, thang sắt nè, nơi đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời, càng lên cao thì view càng thông thoáng luôn. Đó. Đây. Bên trên này là mình sẽ đặt bồn nước kèm máy nóng năng lượng mặt trời. Và còn một khoảng không gian khu vực phía trước này nữa. Sân thượng phía trước. Khu vực trồng cây, trồng hoa. Để bàn trà, ghế ngồi, nơi tổ chức tiệc nướng BBQ, gia đình mình quay quần bên nhau. Có một bộ ghế ghế sắt này, cả nhà, sắt CNC á. Nó thiết kế bo tròn. Bộ bàn ăn 6 ghế, mình lên đây mình tiếp khách, mời bạn bè đến chơi. Một khu vực quá là hợp lý. Và đây mình sẽ có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Đây, hệ thống camera đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, camera bên trong lẫn bên ngoài luôn. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm mật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào năm mới 2024, một năm vạn sự như ý nhé cả nhà. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.